Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 31 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do mưa lũ xảy ra tại xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình người gặp nạn, động viên thân nhân các nạn nhân sớm vượt qua đau thương mất mát để ổn định cuộc sống sản xuất. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình bị nạn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, bảo vệ bản thân nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.